Mà bác này, không biết gia đình nhà Phương ấy có cái gen lươn mép không nhỉ? Cái thằng này, tại sao mà lại ăn nói như thế? Chào mấy bác. Uống đi. Công nhận rượu bác nặng thế. Chuyện rượu của tao hạ thổ sau nhà đấy, ngon nhất làng. Thế bác lại nhầm, ngon nhì thôi. Cái gì? Bác uống rượu nhà Phương chưa? Đấy mới là nhất. Thằng này cũng lẻo mép đấy. Lại nói về độ lẻo mép, Phương mới là xếp thứ nhất. À không, Phương phải gọi theo một cái lươn mép cơ bác ạ. Lươn mép là thế nào? Ý cháu là lẻo mép theo một cách lươn lẹo ấy. Mọi người nói anh mất giá hay tăng giá đâu quan trọng à? Bởi vì em mới là người định giá anh cơ mà. Cháu có một bí mật ạ. Bố mẹ cháu ở nước ngoài cho cháu về Việt Nam chơi 3 tháng. Mà cháu rất muốn tìm hiểu tình hình du lịch của nước ta, cho nên cháu mới đến ở nhờ nhà em Quỳnh, hàng xóm nhà bà Quý á. Câu chuyện là... Con có một con chó tên là Moon. Con nuôi ở bên Úc. Mà nó yếu lắm bà ạ. Suốt ngày ốm đau bệnh tật thôi. Con đăng hết tất cả các triệu chứng lên mạng. Thế là anh Huy nhà mình từ đâu xuất hiện và tư vấn chu đáo 24/7 ạ. Kinh khủng. Con Phương nhà ta nó có lươn lẹo gì đâu. Nó là ngoan nhất đấy. Thì bác lại nhầm rồi. Chứng tỏ bác chả hiểu gì về cháu gái bác cả. Mà bác này, không biết gia đình nhà Phương ấy có cái gen lươn mép không nhỉ? Cái thằng này, tại sao mà lại ăn nói như thế? Thì cháu mới chỉ phỏng đoán thế thôi. Chả nhẽ nhá, một bà chúa lẻo mép như thế, gia đình lại không có rèn à? Cháu đùa ấy. Cháu mời bác. Nhưng mà không hiểu sao nhá, cháu lại đi thích con lươn đấy. Thích con lươn cháu gái bác ấy. Cháu thích Phương. Thích cực quá.